Thưa quý vị, sau khi công an thành phố Hồ Chí Minh có kết luận điều tra vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong, luật sư hỗ trợ pháp lý cho gia đình cháu bé đã có phân tích về vụ việc này. Theo luật sư, mức án cao nhất mà dì ghẻ bạo hành bé gái 8 tuổi tử vong ở thành phố Hồ Chí Minh đối diện có thể là tử hình, còn người cha có thể nhận án 20 năm tù. Theo luật sư Lê Bá Thường, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, vì hành vi của bị can Trang đã thực hiện là việc đánh đập hành hạ bé gái là một hành vi đối xử tàn ác gây đau đớn cả về thể xác, đè nén áp bức về tinh thần đối với cháu bé bị lệ thuộc và dẫn tới hậu quả làm bé gái tử vong. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Trang về tội hành hạ người khác thì bị can Trang sẽ đối diện với mức án phải bị xử phạt tù từ 1 đến 3 năm do nạn nhân dưới 16 tuổi đồng thời do hậu quả là bé gái đã chết và bé gái dưới 16 tuổi nên bị can trang còn phải bị xử tội giết người với mức án tù từ 12 đến 20 năm, tù trung thân hoặc cao nhất là tử hình. Tổng mức phạt dành cho dì ghẻ nhẫn tâm này có thể đối diện từ 20 năm trở lên, thậm chí bị tử hình nếu cơ quan điều tra kết luận hành vi của Trang là vì động cơ đê hèn có tổ chức. Cũng theo luật sư thường, đối với bị can Thái là cha đẻ của nạn nhân, cơ quan điều tra đề nghị xử tội hành hạ người khác, thì ông Thái sẽ phải đối diện với mức án tù từ 1 đến 3 năm do nạn nhân dưới 16 tuổi. Ngoài ra, bị can Thái còn bị truy tố về tội che giấu tội phạm, được biểu hiện bởi hành vi cản trở việc phát hiện điều tra, xử lý tội phạm khi cơ quan điều tra, điều tra bị can Trang.